Hải Đăng Fishing chào các bạn. Sau đây Hải Đăng Fishing giới thiệu với các bạn máy Sienna do Shimano sản xuất Malaysia các bạn. Nhìn máy chữ Malaysia các bạn nhìn. Đấy, Malaysia. Tay quay của máy. Tay quay máy nối kim loại các bạn. Chất liệu của máy kim loại. Máy thông số của máy đây các bạn. Dây 4 chấm là 150m, dây 3 chấm là 180m. Đỗ nặng của máy lắm. Rồi nhìn hộp. Tỷ lệ của máy là 5.2.1. Tải máy là 19 IP, tương đương với 8,5 cân. Trọng lượng của máy là 335g. Cái vòng quay rộng của tay là 82 cm. Vừa rồi Hải Đăng đã giới thiệu các bạn cái máy Sienna 4000. Hải Đăng Fishing xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fishing.